Về già khôn ngoan, đừng cho ai mượn năm thứ này. Rất vui mừng được gặp lại quý vị khán thính giả trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, có lẽ tất cả quý vị ở đây đều có chung một mong muốn, đó là sau những năm tháng tuổi trẻ nỗ lực vất vả làm việc, thì đến khi đến tuổi xế chiều có thể nghỉ ngơi và trải qua ngày bình an, êm ấm, phải không ạ? An hưởng tuổi già thực ra là một điều không quá khó khăn, nhưng không phải ai cũng có may mắn như vậy, vì cuộc sống luôn tồn tại nhiều vấn đề rắc rối như tiền bạc, cô đơn, bệnh tật. Tất cả đều khiến chúng ta không khỏi lo lắng, bất an. Quý vị phải hiểu rằng, cuộc đời mỗi con người đều có những điều quan trọng nhất. Sau tuổi 50, dù bạn là nam giới hay nữ giới, cũng cần giữ lại cho mình 5 điều sau đây. Tuyệt đối không cho người khác mượn, cũng không được đánh mất. Vậy đó là 5 điều gì? Vì sao chúng ta không nên cho mượn chúng? Mời quý vị cùng ngẫm sự đời chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay, qua đó rút ra cho mình những bài học thật ý nghĩa nhé. Đầu tiên, những thứ mà bản thân mình yêu thích và quý trọng. Trong cuộc đời chắc hẳn sẽ có những thứ mà quý vị vô cùng yêu thích và trân trọng nó, đúng không ạ? Nếu đã quan trọng như thế, thì tốt nhất quý vị không được dễ dàng cho mượn những thứ này. Cách gọi là tấm lòng tốt không nhất định phải là những thứ quý giá đối với quý vị như vậy. Bởi vì một người khi đã mất đi thứ mà mình yêu quý chắc chắn sẽ rất buồn. Nếu như quý vị dễ dàng trao thứ mình thích cho người khác thì đồng nghĩa với việc sẽ làm tăng nguy cơ hư hỏng hoặc thậm chí mất mát. Bởi vì quý vị không thể đảm bảo rằng những người khác sẽ coi trọng thứ này nhiều như quý vị đã từng, phải không nào? Một khi xảy ra chuyện không hay, tâm tình tất nhiên sẽ trở nên không tốt. Quý vị cũng không thể trách móc người ấy, chỉ biết tự dằn vặt trong lòng. Điều này hoàn toàn là không tốt đối với những người đã bước qua tuổi 50. Thứ hai, chi phí sinh hoạt của bản thân. Trong bộ phim truyền hình Tôi Là Dư Hoan Thủy mà Ngẫm Sự Đời từng xem, nhân vật Dư Hoan Thủy đã cho người bạn tốt của mình mượn 130.000 nhân dân tệ mà mẹ anh để lại. Sau đó Dư Hoan Thủy lại muốn mua một chiếc ô tô cho vợ, nên đã hỏi Lumen số tiền 130.000 nhân dân tệ kia. Kết quả là người bạn tốt mà anh nhất mực tin tưởng đã lừa dối anh ta nhiều lần và từ chối trả lại tiền. Câu chuyện trên cho thấy Dư Hoan Thủy đã bị một người bạn tốt phản bội, bị vợ bỏ rơi. Và cuộc đời anh từng rơi vào vực thẳm chỉ vì anh dễ dàng cho bạn vay một số tiền lớn. Trên thực tế, những trường hợp tương tự không phải là hiếm. Chúng ta thường nghe những câu như thế này: anh giàu quá, cho thuê mượn một ít thì sao? Không phải chỉ mượn một ít tiền thôi sao? Bạn có gì gấp đâu? Bạn thật nhỏ mọn. Đối với những người không có khái niệm biết ơn, sự giúp đỡ của quý vị chỉ được coi là điều hiển nhiên trong mắt người ấy, và họ thậm chí sẽ còn leo thang sự chơi chẽn này. Trong một chương trình âm nhạc, ngôi sao Dương Mịch được hỏi về khái niệm vay tiền. Cô chia sẻ rằng mình không thích cho vay tiền. Cô nói vay tiền là một vấn đề rất nhạy cảm. Mọi người sẽ nghĩ cô là diễn viên lớn như vậy, cô sẽ không đòi lại tôi 20.000 nhân dân tệ chứ. Không nên đánh đồng mối quan hệ với tiền bạc. Cho vay thì dễ, nhưng cuối cùng lại có thể mất mối quan hệ. Quan điểm này nghe thì hơi vô tình, nhưng xét ra thì không phải là nó không có lý, quý vị nhỉ? Một số người có thể cảm thấy rằng hành xử như vậy hơi lạnh lùng, nhưng cách xử lý này có thể có lợi hơn cho việc duy trì tình bạn. Trong Zheng Wang Jinwen, có một câu nói: vay tiền giống như cho, thu nợ giống như xin. Có nghĩa là vay tiền thì như bố thí, còn khi đòi nợ thì lại như đi ăn xin. Vậy nên, quý vị cần thật cẩn thận trong việc vay tiền của người khác. Đồng thời quý vị cũng cần xử lý một cách khôn ngoan khi cho người khác vay tiền. Nhất là khi về già, quý vị sẽ không còn dư giả tài chính như khi còn trẻ nữa. Thế nên, lúc nào quý vị cũng cần phải cân nhắc vấn đề lương hưu của chính mình.
Lúc này, khả năng làm việc và kiếm tiền của quý vị cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Vậy nên, nếu chi tiêu lãng phí thì sẽ rất khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, việc chuẩn bị trước một khoản tiền cho cuộc sống và tiêu dùng những năm cuối đời là điều cần thiết. Khi có người hỏi mượn quý vị số tiền này, đừng dễ dàng đồng ý. Một khi không lấy lại được tiền, về già quý vị sẽ không bao giờ có cuộc sống tốt đẹp. Lúc này, quý vị sẽ vô tình lại trở thành gánh nặng của con cái, khiến con cái mệt mỏi, chán nản. Đã bước qua tuổi 50, làm việc gì cũng phải chú ý hơn, việc gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo. Nếu không suy nghĩ thấu đáo, tất yếu cuộc sống sẽ bị xâm phạm, ảnh hưởng. Thứ ba là lòng tin. Quý vị biết đấy, lòng tin trong mối quan hệ giữa người với người là vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Nhưng khi quý vị dễ dàng dành lòng tin của mình cho người khác, nếu người đó không đáng tin cậy, thì quý vị nhất định sẽ tự chuốc lấy hậu quả. Đặc biệt khi về già, đã trải qua mấy chục năm cuộc đời, dù hiểu rõ người khác như thế nào, cũng đừng vội vàng trao lòng tin cho họ. Nếu có người đến nhờ quý vị làm việc gì, đừng tùy tiện đồng ý, nhất định phải xem xét kỹ tư cách và năng lực của đối phương. Bởi nếu hắn có ý đồ xấu thì người chịu thiệt sẽ chỉ có mình quý vị mà thôi. Người ta vẫn thường nói, lương thiện nên đi cùng lý trí, lòng tốt cũng cần có thêm phần sắc sảo, khi nào nên làm người tốt và tốt với ai. Hiền lành tử tế mà không đúng người, đúng lúc chỉ nhận lại sự coi thường thay vì lòng biết ơn. Đôi khi có vài người cứ tưởng rằng mình đem tình cảm thật sự của mình đối tốt với người khác. Người khác sẽ đối xử chân thành với mình, cuối cùng mới phát hiện ra rằng mình quá ngốc nghếch. Nếu lý trí không tồn tại thì lòng tốt là vô nghĩa. Vì vậy, hãy quan tâm đến sự tử tế của quý vị và tốt nhất là lương thiện phải có đầu óc và giữ lại lòng tự tôn cho chính mình. Một lời khuyên dành cho quý vị khi muốn đặt lòng tin của mình vào đúng chỗ, đúng người, đó là bản thân quý vị phải hiểu con người họ, cần phải biết động cơ, tính cách, bản chất của họ như thế nào thì mới tin được và đối xử cho phù hợp. Để làm được điều đó, thì trước hết bản thân mỗi người hãy là một người đáng tin và một người tốt đã. Ở tuổi 50, rất khó để quý vị có thể vượt qua được những rắc rối này. Những sự lừa dối, dù lớn hay nhỏ, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của quý vị, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống những năm tháng cuối đời. Sau đó, đừng biến mình trở thành trò đùa của người khác chỉ vì sự tin tưởng mù quáng của mình, quý vị nhé. Trên đây là ba thứ quan trọng mà một người sau tuổi 50 tuyệt đối không nên cho người khác mượn nếu không muốn những năm tháng cuối đời của mình gặp phải rắc rối và mệt mỏi, quý vị nhé. Quý vị thân mến, Khổng Tử đã nói rằng 31 tuổi đứng thẳng, 41 tuổi không mê muội, 51 tuổi biết mệnh, 61 tuổi biết phán đoán mọi sự. 70 tuổi theo lòng mình muốn mà không vượt ra ngoài khuôn khổ đạo lý. Khi đã đi qua nửa đời người, ai cũng sẽ trầm tĩnh mà suy xét lại. Hào quang của danh vọng hay sự phù phiếm của tuổi trẻ cũng không còn quan trọng nữa. Có lẽ ai cũng mang trong mình một ước mong có cuộc sống an nhiên khi tuổi già đến. Sau 50 tuổi, chúng ta nên trau dồi một thái độ tốt và thái độ điềm tĩnh trước những thăng trầm của cuộc đời. Chúng ta đều mong mình có thể có một kết thúc tốt đẹp, nhưng cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ. Vì vậy, chúng ta nên hành động cẩn trọng hơn và suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Vì vậy mà cổ nhân đã đúc kết ba thứ không nên tiết lộ ra bên ngoài, để cuộc đời về sau ít phiền phức. Vậy quý vị có biết ba thứ mà Ngẫm Sự Đời đang muốn nhắc đến đó là gì hay chưa? Hãy cùng Ngẫm Sự Đời tiếp tục lắng nghe ở phần sau của video quý vị nhé. Điều thứ nhất, đừng tiết lộ tài sản của bản thân một cách dễ dàng. Khi đã ngoài 50 tuổi, có một việc mà quý vị cần phải chú ý, đó là đừng nên khoe mình có bao nhiêu tài sản trước mặt người khác. Bởi vì hiện nay, sự giàu có được coi như một biểu tượng của địa vị xã hội, là tiêu chí để đánh giá một người có thành công hay không. Vậy nên, nếu một người ở tuổi 50 mà đứng ở trước người trẻ
cứ liên tục khoe về thành công của mình sẽ khiến nhiều người đố kỵ. Điều này sẽ gây ra những phiền phức cho bản thân. Còn nếu số tiền mà quý vị có không nhiều thì có thể sẽ khiến người xung quanh tỏ ra khinh bỉ, coi thường. Có một chàng trai trẻ trong làng chúng tôi, người rất có năng lực và đã kiếm được một số tiền trong nhiều năm. Tuy nhiên, chàng trai rất thích khoe khoang, dù là họ hàng hay bà con lối xóm. Anh cũng không ngại ngần khi nói về tiền của mình. Dần dần, những người thân của nam thanh niên biết rằng nam thanh niên đã kiếm được tiền. Họ đã vay tiền của nam thanh niên, dù số tiền lớn hay nhỏ. Vì điều này mà thanh niên này rất khốn khổ. Tất nhiên, nếu người thân đang cần tiền gấp thì phải giúp, nhưng những người thân đó lại nhờ anh ta vay tiền vì một số việc vặt vãnh. Sau đó, ông của chàng trai trẻ đã nói với anh ta sự thật là không tiết lộ sự giàu có của mình và anh ta đã hiểu và nhận ra sai lầm của mình. Quý vị ạ, tiền của mỗi người không phải gió thổi mà kiếm được bằng sự siêng năng chăm chỉ, phải học cách giữ kín. Vì vậy, dù mối quan hệ của quý vị đối với người xung quanh hay cả những người thân của mình có tốt đến đâu, cũng đừng để lộ chuyện tiền bạc của mình để tránh những rắc rối không đáng có. Khi chúng ta 50 tuổi, tốt hơn hết là quý vị hãy học cách coi nhẹ tiền bạc, tích lũy của cải chỉ có thể tượng trưng cho vinh quang trong quá khứ. Nếu lúc này chúng ta vẫn nói với mọi người về sự giàu có thì sẽ chỉ lộ ra sự nông cạn của bạn mà thôi. Hơn nữa, thế gian khó lường, biết người biết mặt mà không biết lòng, không thể nhìn thấu tâm tư người khác. Tiết lộ tài chính của mình chỉ trước thêm rắc rối cho bản thân. Ở tuổi này, nếu quý vị may mắn có trong tay tài sản vững chắc và luôn có nhiều người vây quanh, quý vị không thể phân biệt được ai là người thực sự muốn kết bạn và ai là người muốn leo lên theo gió đông. Trên đời, rất nhiều chuyện đều có quan hệ mật thiết với lợi ích. Có tiền thì dễ bị người ta đố kỵ, không có tiền thì dễ bị người ta khinh thường. Vì vậy, khi ra ngoài, không được tiết lộ tài sản có bao nhiêu, không kiêu ngạo, cũng không khiêm tốn. Người khác sẽ coi bạn là người không giàu, cũng không nghèo, và quý vị là người biết giao tiếp. Điều thứ hai, đừng tùy tiện tiết lộ mối quan hệ cá nhân. Gấm sự đời có một người bạn học, anh ấy đặc biệt rất thích thể hiện các mối quan hệ của mình. Anh ấy thường khoe rằng mình có quen biết với ông chủ của một tập đoàn lớn nào đó. Một lần, một người họ hàng nhờ anh giúp đỡ và nhờ ông chủ của một tập đoàn lớn mà anh ta khoe quen biết thu xếp công việc cho con trai của họ, nên rất ngại từ chối. Mà nếu từ chối thì lại ảnh hưởng đến mối quan hệ. Thế nên quý vị ạ, dù mối quan hệ của bạn với người thân có tốt đẹp đến đâu, cũng đừng tỏ ra ràng buộc, tránh tự chuốc lấy phiền phức. Không biết quý vị đã từng nghe đến câu, trong xã hội này, mạng lưới càng rộng thì sức mạnh càng mạnh. Bởi vậy mà mối quan hệ của một người có thể trở thành bàn đạp cho sự tiến bộ và thành công của người đó, mang lại bước nhảy vọt cho chính họ. Và việc tích lũy các mối quan hệ không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh của bản thân mà còn thể hiện bản lĩnh của một người. Những người trên 50 tuổi thường đã có địa vị xã hội và thành tích nghề nghiệp nhất định. Hơn nữa, họ đã tích lũy được một số quan hệ bền chặt. Trong công việc của mình, ít nhiều chúng ta cũng sẽ quen biết một vài người bạn. Đó là những mối quan hệ quý giá. Tuy nhiên, khi nói đến các mối quan hệ, đừng bao giờ phô trương thành tích của mình, quý vị nhé. Chúng ta không nên dễ dàng tiết lộ mối quan hệ của mình, bởi vì mối quan hệ giữa các cá nhân là hai mặt. Nếu chúng ta tiết lộ cho người khác, họ có thể bị người khác chán ghét, thậm chí vì điều này mà mất đi những mối quan hệ quý giá. Ví dụ, khi tham dự tiệc tùng, đừng nói to để thể hiện sự hiểu biết của mình. Ở nơi làm việc, quý vị cũng nên tránh bộc lộ quyền lực của mình một cách thái quá. Ngược lại, chúng ta nên học cách lắng nghe ý kiến của người khác, khiêm tốn, xin lời khuyên và mở rộng lĩnh vực kiến thức của mình. Điều thứ ba, đừng tùy tiện chia sẻ kinh nghiệm quý báu. Những người trên 50 tuổi có lẽ đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu. Ví dụ như, kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc. Những kinh nghiệm này có thể được truyền lại cho người khác.
Nhưng quý vị hãy nhớ là mình chỉ nên chia sẻ nó với người xứng đáng mà thôi quý vị nhé. Bởi vì trên thực tế, nếu chúng ta công khai thành tích của mình một cách tùy tiện, rất dễ bị một số người nhắm vào chúng ta và buộc chúng ta phải chia sẻ kinh nghiệm của mình. Hơn nữa, nó sẽ gây ra sự đố kỵ của người khác, cuối cùng sẽ tạo ra phiền phức cho bản thân. Nếu người nghe không có hứng thú với kinh nghiệm của bạn mà chỉ có ý đồ công kích thì sẽ rất lãng phí thời gian và công sức mà quý vị đã bỏ ra. Điều thứ tư, đừng bao giờ tùy tiện cho người khác vay tiền. Quý vị biết đấy, nếu như là một người bình thường, không dễ dàng gì mở mồm đi vay tiền người khác. Nhưng nếu có người vay tiền thì sao? Rất nhiều người vì vấn đề này mà đau đầu không ít. Thông thường mà nói, tiền là vấn đề nhạy cảm, quan hệ vay và cho vay là một kiểu tin tưởng, một sự ủng hộ. Người hào phóng có lẽ sẽ không kia bo chút tiền của mình đi giúp đỡ người khác. Có những thứ tiền có thể cho vay đi, chẳng hạn như tiền cứu mạng, tiền nuôi con ăn học. Những thứ tiền này khi cho vay đều là đang tích đức cho mình. Nhưng có những thứ tiền không thể nào tùy ý cho vay đi như vậy được. Nếu không, ngược lại sẽ rước họa vào thân. Chẳng hạn như cho những người không biết ơn, không giữ chữ tín hay muốn tiêu tiền vào mục đích không chính đáng. Cho người không giữ chữ tín vay tiền chẳng khác nào cầm bánh bao ném chó, một đi không trở lại. Cho người không biết ơn vay tiền chẳng có chút lợi ích nào cho bản thân. Đợi tới lúc mình cần tiền, cần đòi họ, nói không chừng sẽ gây ra mâu thuẫn. Giữa hai bên, tự rước họa vào thân, cho người vay tiền để tiêu vào mục đích không tốt, nhiều khi đó không phải là giúp mà là đang hại họ. Vì vậy khi cho vay tiền, nhất định phải hiểu con người đối phương cũng như mục đích dùng tiền của họ. Nghĩ kỹ rồi, quý vị hãy đưa ra quyết định là có nên cho người đó vay tiền hay không. Điều thứ năm, đừng tùy tiện chia sẻ về quá khứ của bản thân. Đã là con người thì ai mà chẳng có quá khứ, đúng không quý vị? Thế nhưng đừng lúc nào cũng dễ dàng đem quá khứ của mình đi chia sẻ với những người khác. Nhà vật lý nổi tiếng thế giới Albert Einstein có một câu nói rất chí lý, đó là hãy học từ quá khứ, sống cho hiện tại và hy vọng về tương lai. Đủ gói gọn mọi chuyện bạn cần làm để có được hạnh phúc trong cuộc sống. Quá khứ nếu có nghĩ đến thì chỉ nên dùng để chiêm nghiệm và rút ra bài học cho mình để bản thân không mắc lại những sai lầm đó. Còn quan trọng nhất vẫn là hiện tại, sống thế nào để tương lai có hy vọng. Đặc biệt, quan điểm của nhà vật lý người Đức cũng trùng khớp với quan điểm của Phật giáo. Trân trọng hiện tại, hạnh phúc là đây, ngay phút giây này. Chính vì thế, quý vị đừng bao giờ băn khoăn vì những gì chưa làm được hay những vấp ngã, sai lầm đã qua. Và càng tệ hơn là lại đi tâm sự về nó với những người xung quanh mình. Vì cũng giống như việc tiết lộ điểm yếu, nó có thể khiến quý vị mất đi hạnh phúc mình đang có. Cả đời chúng ta đã vất vả làm việc, đến khi 50 tuổi, ai cũng mong có được một tuổi già vui vẻ và bình yên. Nếu quý vị không muốn gặp rắc rối trong suốt phần đời còn lại của mình, thì tốt nhất là quý vị không nên tiết lộ quá nhiều về bản thân mình. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể sống một cuộc sống thực sự hạnh phúc và viên mãn trong những năm cuối đời. Quý vị thân mến, cha mẹ hy sinh cả cuộc đời cho con cái. Khi về già, họ muốn để lại nhiều tiền bạc của cải để thế hệ sau bớt vất vả và sống êm ấm. Tuy nhiên, dạy con cách câu cá chứ đừng tặng cá cho con. Việc phụ huynh bỏ ra tiền bạc công sức chỉ giải quyết được một phần vấn đề chứ không phải là mấu chốt quyết định hạnh phúc trong cuộc đời của con cháu. Thay vì tiền bạc, cha mẹ có tầm nhìn xa nên hào phóng để lại cho con cái ba loại của cải sau đây. Vậy ba loại của cải đó là gì? Là cha mẹ, quý vị đã để cho con mình được loại nào trong số đó hay chưa? Quý vị hãy cùng ngẫm sự đời chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay nhé. Mời quý vị cùng theo dõi. Loại của cải thứ nhất, tính siêng năng, tiết kiệm. Vài ngày trước có một cô bạn gọi điện tới vay tiền. Ngẫm sự đời thực sự lấy làm lạ.
Bình thường, cô bạn này đều đăng toàn ảnh du lịch sang chảnh lên trang cá nhân. Trông có vẻ rất giàu có. Sao lại phải đi vay tiền không biết? Hóa ra mới biết, công ty mà cô ấy làm vì dịch bệnh nên cũng gặp khó khăn, không thể phát lương cho nhân viên. Nhưng sinh hoạt hàng ngày cần tới tiền. Hơn nữa, cô ấy vẫn còn món nợ thẻ tín dụng. Vì vậy mới tìm tới bạn bè để vay tiền. Cũng chính là người bạn này trước đây từng nói câu này: tiền làm ra là để tiêu, sao phải tiết kiệm rồi để mình phải tủi thân. Đối với cô ấy, tiết kiệm tiền là một việc vô cùng không cần thiết. Bởi lẽ cuộc sống của cô ấy trôi qua rất êm đềm, tiết kiệm chẳng có ích gì, cứ tiêu cho sướng đã. Kết quả là gì? Mới có một tháng lương không phát thôi mà đã không trụ nổi rồi. Thực ra có rất nhiều người giống như cô bạn này cuộc ngẫm sự đời, quý vị ạ. Họ cảm thấy cuộc sống quá thuận buồm xuôi gió, trước giờ không nghĩ tới việc tiết kiệm. Chẳng ai không thích sống trong an nhàn, nhưng sống êm đềm cũng cần phải có ý thức về nguy cơ xảy đến. Bạn vĩnh viễn không bao giờ biết được cuộc sống khi nào cũng sẽ tung cú đấm về phía chúng ta. Đợi tới khi đó không có tiền tiết kiệm, quý vị thực sự sẽ phải trải qua một cuộc sống khác xa so với thường ngày. Những thỏi son môi, chiếc túi, đôi giày, thậm chí chưa từng một ngày nào mà quý vị mua về hoàn toàn không thể giúp quý vị trả được tiền thuê nhà, tiền ăn cơm. Chỉ có tiền tiết kiệm mới là bảo hiểm tốt nhất. Khi thiếu tiền, quý vị căn bản là không có vốn để mặc cả với thực tế. Quý vị chỉ có thể đối mặt với những khó khăn của cuộc sống, không có tự tôn và cũng không có sự lựa chọn nào khác. Tiền có thể không giúp quý vị thoát khỏi bóng tối ngay lập tức, nhưng ít nhất nó sẽ cho quý vị đủ sự tự tin để đối mặt. Người trưởng thành, nếu không có việc gì cần thiết, hãy tiết kiệm tiền. Nếu quan sát từ thực tế, quý vị sẽ nhận thấy là sự giàu có của một gia đình bắt nguồn từ sự cần cù và tiết kiệm. Siêng năng giúp tăng thu, tiết kiệm giúp giảm chi tiêu, từ đó giúp tích lũy nên của cải vật chất. Trên thực tế, tiêu tiền là công việc dễ, còn kiếm tiền mới thực sự khó. Do đó, cha mẹ nên dạy con mình biết chăm chỉ lao động và biết cách thức tiết kiệm để có cuộc sống đủ đầy hơn. Nhiều người trẻ hiện nay sẵn sàng chạy theo những thứ vượt quá khả năng tài chính của bản thân. Không có nhiều tiền nhưng luôn nghĩ mua cái gì cũng phải đắt nhất, đẹp nhất, làm gì cũng phải hoành tráng, linh đình. Tuy nhiên, điều này chỉ thỏa mãn được ham muốn nhất thời, chứ không cho quý vị sự giàu sang thực sự. Cứ thế, quý vị đang bán cả tương lai của mình, đánh đổi cả sự hưng thịnh của gia đình mà chẳng hay biết. Tiền bạc đối với một vài người quả thực rất dễ kiếm, nhưng đối với phần lớn mọi người thì lại không dễ dàng chút nào. Hơn nữa, sự giàu có của một gia đình đều được tích lũy bởi nhiều thế hệ làm việc chăm chỉ nhưng không lãng phí. Do đó, hãy dạy con cái biết trân quý những thành quả của sự lao động, tránh hoang phí mà hãy tiết kiệm. Điều này không chỉ giúp đề phòng cho những tình huống bất ngờ xảy đến, mà còn vun vén được cho tương lai của bản thân và gia đình. Loại của cải thứ hai, thái độ tích cực, lạc quan. Quý vị ơi, hạnh phúc là ước mơ mà mọi người theo đuổi, và cha mẹ nào cũng hy vọng con mình có được một tương lai hạnh phúc. Tuy nhiên, trong hành trình dài của cuộc đời, ai cũng sẽ ít nhiều gặp phải những khó khăn nhất định. Không có gì đảm bảo con cái có thể sống mà không phải lo nghĩ. Do đó, cha mẹ thông thái nên để lại cho con trẻ dũng khí đương đầu với khó khăn và thái độ sống tích cực, lạc quan. Đã bao giờ quý vị suy nghĩ nghiêm túc về đáp án của câu hỏi hạnh phúc là gì hay chưa? Hạnh phúc không chỉ đơn giản là kiếm được tiền hay trở thành một người thành đạt, mà là sự tự nhận thức thực sự trên cơ sở thỏa mãn cơ sở vật chất. Phẩm chất lạc quan, tích cực chỉ có ở những người có khả năng tạo ra hạnh phúc. Vì vậy, hạnh phúc không thể
tự gõ cửa mà cần một người có đủ tâm trí trưởng thành, tiếp tục hành động đúng hướng thì cuối cùng mới có được. Trong bộ phim Khi Hạnh Phúc Gõ Cửa, nhân vật Chris từng nói với con trai mình, nếu con có ước mơ, hãy bảo vệ nó. Những người không đạt được bất cứ thành tựu gì thường nói với con rằng, con chẳng thể làm nên điều vĩ đại. Nhưng nếu con có lý tưởng, hãy làm việc chăm chỉ để thực hiện nó. Mỗi bậc cha mẹ đều là một sứ giả. Chỉ khi sứ giả không ngừng học hỏi và sửa đổi những quan niệm và hành vi của chính mình, những đứa trẻ mà họ nuôi dưỡng mới có thể đứng độc lập giữa đám đông. Trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ, sự giáo dục mà cha mẹ dành cho con chính là nguồn sức mạnh quan trọng nhất trên con đường trưởng thành sau này của con. Cũng giống như Chris, dù cuộc sống nghèo khó đến đâu, ông cũng không bao giờ bỏ cuộc một cách dễ dàng, và ông vẫn tạo ra một thế giới lạc quan cho các con của mình. Có một đoạn khi hai cha con chỉ có thể im lặng ở trong ga tàu điện ngầm lúc nửa đêm vì không trả được tiền thuê nhà. Đứa con nhỏ thắc mắc tại sao nó không thể về nhà. Người cha nói, chúng ta đã đến thời cổ đại thông qua cỗ máy thời gian. Cậu con trai ngay lập tức hào hứng và nhìn xung quanh. Chính sự lạc quan của người cha đã khiến cậu con trai, trong khi hạnh phúc gõ cửa, dũng cảm tiến về phía trước trong tương lai. Cuộc sống thường khiến chúng ta cảm thấy khó khăn, song chúng ta phải sẵn sàng đứng lên bất cứ lúc nào và tích lũy sức mạnh để phá vỡ xiềng xích của số phận. Đây là điều kiện cần thiết để chúng ta bảo vệ hạnh phúc. Cha mẹ lạc quan có thể làm cho thế giới của con cái họ tràn đầy hy vọng. Trẻ em cũng có thể có được một năng lượng đặc biệt thông qua thái độ của cha mẹ đối với cuộc sống. Nhà văn tâm linh Đài Loan Hoàng Thư Văn từng nói, miễn là bạn sống theo tấm gương mà bạn đặt ra cho con cái của mình, con cái của bạn sẽ lớn lên thành người mà chúng nhìn thấy. Một đứa trẻ xuất sắc không thể tách rời ảnh hưởng tinh tế của cha mẹ. Cha mẹ tốt có thể định hướng cả cuộc đời của con cái họ. Cha mẹ tràn đầy sức sống và năng lượng tích cực, đó là nguồn sức mạnh để con cái chống chọi với mưa gió. Mong quý vị luôn nhớ rằng, chỉ có thái độ tích cực, lối nhìn tích cực mới giúp chúng ta nhìn rộng ra thế giới bên ngoài, mới giúp chúng ta lấy lại những gì đã mất sau mỗi thất bại nào đó. Đó là niềm tin, sự lạc quan, những khát vọng trong cuộc sống. Thái độ sống tích cực có thể giúp chúng ta thay đổi được cả cuộc đời. Thành công của chúng ta tùy thuộc rất lớn vào thái độ sống của chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta luôn giữ được sự thanh thản trong tâm hồn, luôn lạc quan, luôn có niềm tin vào cuộc sống với lòng nhân ái, vị tha, thì chúng ta sẽ có được sức mạnh, bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn, mọi nghịch cảnh trong cuộc sống. Loại của cải thứ ba, một trái tim biết ơn. Làm người biết trân trọng, quý vị sẽ càng ngày càng giàu có. Làm người biết ơn, nhất định quý vị sẽ được hưởng phúc cả đời. Hãy trân trọng và biết ơn, đó là vẻ đẹp từ trái tim của một con người, và nó là một truyền thống gia đình được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Giáo dục con cháu biết ơn không phải là cha mẹ mong con báo đáp, đó là để thế hệ sau biết rằng chúng đang được hưởng sự đóng góp của người khác và cuộc sống của chúng hạnh phúc là nhờ sự đóng góp của người khác. Nếu quý vị sống với thái độ biết ơn, quý vị sẽ cảm thấy rằng gia đình cần đến mình và một cảm giác hạnh phúc mạnh mẽ sẽ tự phát sinh. Ngược lại, nếu quý vị luôn cảm thấy người khác mắc nợ mình, lâu dần quý vị sẽ sống trong sự oán hận. Cha mẹ có tầm nhìn xa, biết dạy con biết ơn. Nuôi dạy những đứa trẻ biết ơn là phước lành lớn nhất cho một gia đình. Biết cho đi thì sẽ được nhận lại. Lấy lòng yêu thương ôm thế giới thì sẽ có cả thế giới. Yêu trẻ là dạy trẻ biết yêu thương và biết ơn. Chỉ những người con biết ơn mới có thể hiếu thảo với cha mẹ, quan tâm đến người khác và yêu đời. Cha mẹ có thể nói với con rằng cha mẹ không cần con phải báo đáp,
nhưng họ hy vọng con biết báo ơn. Cha mẹ là người vô cùng quan trọng với con trẻ. Dù ngoài kia có khắc nghiệt như thế nào, thì vòng tay của cha mẹ vẫn luôn mở rộng đón những đứa con quay trở về bằng tình yêu thương ấm áp nhất. Gia đình là ngôi trường lớn nhất của con. Bên cạnh những kiến thức được xã hội, trường học giáo dục, thì cha mẹ là người truyền đạt cho con nhiều điều nhất. Cha mẹ hãy lựa chọn những phương pháp dạy tốt nhất để con trẻ sống với lòng biết ơn, chìa khóa giúp trẻ thành công và hạnh phúc hơn. Trong đời người, mọi thứ đều không thể tách rời hai chữ nhân quả. Cha mẹ gieo nhân nào thì con cái gặt quả đấy. Khi người ta về già, thay vì để lại cho con cháu hàng vạn của cải, thì tốt hơn là để lại cho chúng ba thứ trên, quý vị nhé. Bởi lẽ suy cho cùng, của cải vật chất là ngắn ngủi, là vật ngoài thân, chỉ có của cải tinh thần mới trường tồn mãi mãi. Mang đến cho con trẻ niềm hy vọng vô tận và mang đến cho chúng sự giàu có về mặt tinh thần là tầm nhìn thực sự của bậc làm cha, làm mẹ. Quý vị thân mến, trên đời này, vạn vật sinh ra đều chịu sự tác động của quy luật nhân quả và lối sống của một gia đình cũng không nằm ngoài sự tác động này. Cho nên, nếu một gia đình có truyền thống không tốt, các thành viên không biết làm nhiều việc thiện để tích lũy phước lành, con cháu lười lao động, không có chí tiến thủ, không có nền nếp gia phong, thì cho đến một thời điểm nào đó, gia đình đó không còn giữ được sự thịnh vượng, thậm chí có thể suy vong. Sự thịnh vượng của một gia đình ngoài điều kiện vật chất, tài sản do thế hệ trước để lại còn phụ thuộc vào lối sống, sự chăm chỉ, đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình. Dù không giàu có, nhưng nếu có chí làm ăn, nỗ lực lao động, anh chị em hòa thuận, thì trong một thời gian ngắn cũng trở nên phát đạt. Trong cuộc đời, mỗi người có vô số con đường để đi, có vô số cánh cửa cần phải tự mình đóng lại để cuộc đời tươi sáng hơn. Trong đó có ba cánh cửa mà bất cứ gia đình nào nếu muốn thịnh vượng đời đời cũng nhất định phải đóng lại, vì nó là thuận theo thiên thời. Nếu càng cố ý bước vào, càng tự mình gặt lấy tai họa mà thôi. Quý vị hãy cùng tiếp tục theo dõi để biết đó là ba cánh cửa nào nhé. Cánh cửa thứ nhất, đóng cửa thù hận, tránh xa phiền não bằng việc hằn học, mâu thuẫn lẫn nhau. Quý vị hãy thử tưởng tượng nhé, nếu một gia đình mà các thành viên luôn sống trong thù hằn với người ngoài hay với người thân từ thế hệ trước để lại, thế thì khả năng rất cao là đến đời con cái vẫn còn tồn đọng sự oán trách, không thể tha thứ cho qua, thì gia đình đó sẽ sống khổ sở trong thù hằn cả đời. Trong lòng lúc nào cũng u uất, không thể tự giải thoát tha thứ. Gia đình như thế làm sao có thể thanh thản, đùm bọc và yêu thương lẫn nhau. Đến một lúc nào đó, các thành viên trong nhà dù cũng sẽ xảy ra tình trạng mâu thuẫn, xung đột và chia rẽ bè phái. Mà chắc chắn chẳng ai mong muốn đó là gia đình của mình, đúng không quý vị? Là những bậc cha mẹ, đừng để con cái mình nuôi dưỡng lòng hận thù lẫn nhau. Nếu là mối thù hận ở bên ngoài, ở đời của cha mẹ, ông bà, thì cũng nên giải quyết dứt điểm ổn thỏa. Đừng để đến đời con cháu giữ thù cũ hận xưa. Khép lại cánh cửa ân oán, không xích mích, mâu thuẫn mới giữ được phúc lành. Chuyện đời trước là của đời trước, không vì thế mà ảnh hưởng đến đời sau. Người xưa nói, tu trăm năm mới đi chung một chuyến thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Hai con người xa lạ, không quen biết, có thể được đi chung đường với nhau, đó đều là nhân duyên. Thật không dễ dàng gì có được mái ấm hạnh phúc này. Tại sao không trân quý mà dễ dàng buông xuôi? Khi muốn buông, hãy nghĩ lại vì sao ta bắt đầu. Một gia đình muốn phát triển, thịnh vượng, thì mỗi thành viên phải biết cách lật sang trang mới, học cách quên đi quá khứ, không để cách ứng xử của bản thân bị ảnh hưởng bởi những chuyện không đáng. Cánh cửa thứ hai, đóng cửa lòng tốt vô tội vạ, giúp đỡ người khác nhưng cũng phải có trí tuệ.
Quý vị ơi, sống ở đời, lòng tốt là bản chất của mỗi người. Giúp đỡ người khác cũng là một việc tốt cần phải phát huy. Nhưng chúng ta không thể giúp đỡ người khác một cách vô tội vạ. Có câu, chi nhân chi diện, bất chi tâm. Lòng người khó đoán, biết mặt nhưng không thể biết lòng, biết dạ. Thế nên, đừng dành lòng tốt của mình một cách bừa bãi cho người khác. Trên đời này, không phải sự hào phóng nào của quý vị cũng có thể đổi lấy lòng biết ơn của người khác. Như câu chuyện về người nông dân và con rắn. Một người nông dân quá tốt bụng, đến mức không chịu lắng nghe người khác, cuối cùng lại bị chính con rắn do mình cứu lấy cắn chết. Lương thiện nên đi cùng lý trí. Khi nào nên làm người tốt và tốt với ai? Hiền lành tử tế mà không đúng người, đúng lúc chỉ nhận lại sự coi thường thay vì lòng biết ơn. Đôi khi có vài người cứ tưởng rằng mình đem tình cảm thật sự của mình đối tốt với người khác, người khác sẽ đối xử chân thành với mình, cuối cùng mới phát hiện ra rằng mình quá ngốc nghếch. Nếu lý trí không tồn tại thì lòng tốt là vô nghĩa. Vì vậy, hãy quan tâm đến sự tử tế của mình. Và tốt nhất là lương thiện, phải có đầu óc và giữ lại lòng tự tôn cho chính mình. Trong cuộc sống, đối với những người không biết ơn thì không xứng đáng để quý vị để tâm và cố gắng giúp đỡ họ. Sẽ là khôn ngoan nếu lòng tốt được đặt đúng chỗ, biết giúp đỡ người một cách có trí tuệ. Hãy nhớ rằng cái gì cũng có chừng mực. Nếu lương thiện quá mức thì chính là nhu nhược đấy quý vị ạ. Trên đời này không ai có nghĩa vụ phải đối tốt với ai cả. Chẳng qua đó đều là cái nghĩa, cái tình, và có qua có lại. Một khi quý vị dành lòng tốt của mình cho những kẻ vô ơn thì chẳng khác nào đổ nước vào cái giếng không đáy. Lòng tốt của quý vị không thể nuôi sống những tham vọng, tham lam đó. Cánh cửa thứ ba, đóng cửa, lòng tham vô đáy, kẻo tự chuốc họa vào thân. Cổ nhân dạy, cái họa lớn nhất là sống không biết đủ, cái hại lớn nhất là lòng tham. Một gia đình muốn có phúc lâu dài thì các thành viên trong nhà phải học cách biết đủ, biết cư xử phải phép, làm việc gì cũng không được quá tham lam, sống ngay thẳng, đừng thấy cái lợi trước mắt mà không phân biệt phải trái đúng sai. Đạt được điều mà bản thân cần, đó chính là phúc. Tham lam quá nhiều, ắt sẽ nhọc tâm. Như câu nói, con người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Một số người thậm chí phó mặc bản thân cho đời để theo đuổi sự giàu có. Chúng ta đang sống trong thế giới rộng lớn này, nhiều khi sự tiếp xúc giữa con người với nhau dựa trên lợi ích. Vì vậy chúng ta sẽ lấy của cải làm thước đo đánh giá một con người. Có một số người vì quá tham lam mà vô tình gây họa, tài sản tiêu tán, để lại mớ hỗn độn cho con cái đời sau. Và chính thế hệ con cháu đời này phải chịu tổn thương do người đời trước để lại. Một người theo đuổi sự giàu có không phải là điều xấu, nhưng người đó phải có nguyên tắc và điểm mấu chốt, không thể tích lũy tài sản một cách mù quáng. Nếu không, cuối cùng, để thỏa mãn dục vọng của bản thân, họ có thể không ngần ngại tìm kiếm tiền bạc mà đi hại người, ngay cả người thân ruột thịt của họ cũng không buông tha. Người theo đuổi của cải một cách mù quáng như vậy thì mệnh không thành khí. Của cải có được do theo đuổi phi đạo đức cũng khó ở lâu. Làm giàu là việc không thể đạt được trong một sớm một chiều. Thế nên đừng vì lòng tham vô đáy mà sức họa vào thân. Nếu biết làm việc chân chính, chăm chỉ và nỗ lực không ngại khó khăn, vận may ắt sẽ đến. Đến một thời điểm nào đó sẽ nhận được quả ngọt, gia đình hạnh phúc. Sướng khổ trong đời này đều bắt nguồn từ cái tâm của chúng ta. Nếu muốn sống vui vẻ thì đừng tham lam. Muốn được như vậy thì phải thông tỏ. Nếu một gia đình có các thành viên sống cùng nhau với sự đoàn kết yêu thương, có nguyên tắc và chí tiến thủ, cùng nhau tiến bộ và hỗ trợ lẫn nhau, thì sẽ cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc và viên mãn đời đời, con cháu hưởng phúc. Cổ nhân có câu, tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh.
bất tích thiện chi xa, tất hữu dư ương. Nhà tích thiện ắt phúc có dư, nhà không tích thiện ắt họa có dư. Gia đình biết làm việc thiện, tích phúc thì con cháu đời sau sung sướng, viên mãn. Muốn được như vậy thì mỗi người phải biết cách tránh xa thù hận, lòng tốt không đúng chỗ và lòng tham vô đáy. Con người ta khi tham lam quá sẽ trở nên mù quáng, không biết đến giới hạn, sẵn sàng từ bỏ những thứ mình đang có để mong được sở hữu những thứ quý giá hơn. Sự tham lam mù quáng có khi khiến con người ta phải trả giá đắt mới hiểu ra rằng những thứ quý giá ấy luôn ở ngay bên cạnh mình, chứ chẳng phải đi tìm ở đâu xa. Video ngày hôm nay của Ngẫm Sự Đời đến đây là hết rồi. Quý vị có đồng tình hay có thêm những chia sẻ nào khác với chúng tôi không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với Ngẫm Sự Đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Bên cạnh đó, Ngẫm Sự Đời cũng mong rằng quý vị có thể bớt chút thời gian quý báu của mình để nhấn nút yêu thích video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Đây cũng chính là nguồn động lực vô giá để đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.